Làm đẹp chân mày hay còn gọi là phun xăm thẩm mỹ chân mày hiện nay không còn xa lạ với mọi người. Phun xăm chân mày đã trở nên một việc làm đẹp không thể thiếu trên gương mặt của mỗi người. Xin kính chào quý chị em cô bác. Hôm nay Gia sẽ phun dặm trực tiếp trên dáng chân mày cũ của mình cho quý khách xem thực tế. Tại sao lại phải phun dặm lại mà không làm một lần là đẹp mãi mãi? Mỹ viện Minh Đan xin trả lời rằng có rất là nhiều màu mực đẹp phun chân mày tại Mỹ viện Minh Đan. Màu mực tự nhiên, đẹp và bền bỏng theo thời gian. Ví dụ như màu đen đậm, màu chocola, màu nâu đen, nâu nghệ, nâu chì hay các dạng màu mix phần trăm với nhau. Và vì thế, tùy theo sở thích và yêu cầu của quý khách, đến với Mỹ viện Minh Đan sẽ đáp ứng dáng chân mày đẹp và màu đẹp chuẩn này. Nếu quý khách muốn làm dáng chân mày một lần và màu không phai, thì mình sẽ chọn màu và dáng đó, Mỹ viện Minh Đan sẽ làm hài lòng quý khách ngay. Tuy nhiên, để tiện lợi và đẹp nhất cho chân mày của mình là quý khách hãy lựa chọn dáng chân mày sau này có thể chỉnh sửa và màu mực phun chân mày có thể thay đổi. Ví dụ như chân mày của Giao đây, Giao đã làm được 3 năm rồi và bây giờ màu mực đã phai bớt và dáng chân mày không còn sắc sảo như lúc ban đầu. Và chân mày của Giao sau 3 năm phai, dáng chân mày này chỉnh sửa dáng nào cũng được, thì mình muốn dáng nào sẽ ra dáng đó ngay. Tại vì mình còn trẻ, tha hồ lựa chọn, lỡ sau này mình thích dáng chân mày khác và màu chân mày khác thì mình có dịp sửa theo ý thích của mình. Đó là ưu điểm thứ nhất của phun xăm chân mày tại Mỹ viện Minh Đan, Giao xin nhắc lại. Có nhiều màu và nhiều kiểu dáng chân mày cho quý khách lựa chọn. Màu và dáng chân mày tùy theo thích muốn đẹp vĩnh viễn hay có thể thay đổi sau này. Ngoài ra, sau đây mới là ưu điểm đặc biệt và duy nhất chỉ có tại Mỹ viện Minh Đan dành cho quý khách hàng phun xăm tại Mỹ viện Minh Đan. Bảo hành miễn phí từ 5 năm đến 10 năm. Chân mày của quý khách hoàn toàn được bảo hành miễn phí trong thời gian này. Nghĩa là trong 5 năm đến 10 năm, quý khách đến để được làm chân mày như đánh bóng lại màu chân mày, chỉnh cho màu chân mày đậm thêm, hay hạ màu chân mày lợt xuống một tí, hoặc chỉnh sửa dáng chân mày to hơn, nhỏ hơn, dài hơn hay ngắn hơn, hoặc chuyển đổi hoàn toàn một dáng chân mày mới. Tất cả đều được bảo hành, lưu giữ hồ sơ của khách hàng và quý khách sẽ được bảo hành hoàn toàn vừa điều kiện 100% miễn phí và cam kết phục vụ hài lòng như quý khách đã từng làm qua lần trước rồi.